cũng không vì người làm sứ mạng thông giao hiện tướng thân hữu, theo lợi cầu danh, chẳng nhiễm tâm nhìn ngắm nam nữ, nói cười đùa giỡn, huống có những việc khác. Cũng chẳng cung kính cúng dường quỷ thần, thế nên ta nói thường làm thượng sĩ, chẳng làm hạ sĩ. Vì sao? Thiện hiện vì Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp tánh tướng đều không, trong tánh tướng không ấy không thấy có tướng. Vì không thấy tướng nên xa lìa các tội tà mạng, chú thuật, y dược xem tướng, chỉ cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thường làm lợi ích cho các hữu tình. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, đối với các văn chương kỹ nghệ thế gian, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, tuy rất thiện xảo nhưng chẳng ưa đắm. Vì sao thiện hiện? Vì Đại Bồ Tát này thấu rõ tánh tướng tất cả pháp đều là không, trong tánh tướng không này thế gian có được bao nhiêu văn chương kỹ nghệ đều bất khả đắc, và lại văn chương kỹ nghệ thế gian đều là lời tạp uế thuộc về tà mạng, thế nên Bồ Tát biết mà chẳng làm. Thiện hiện Đại Bồ Tát này tuy biết rất giỏi thơ luận thế tục ngoại đạo nhưng chẳng nắm trước. Vì sao thiện hiện? Vì Đại Bồ Tát này thấu rõ tất cả pháp đều rốt ráo không, trong sự rốt ráo không ấy, tất cả thơ luận đều bất khả đắc, và lại phần nhiều sự lý đã nói trong các thơ luận của thế tục và ngoại đạo có thêm bớt, không được tùy thuận với đạo của Bồ Tát, đều thuộc vào những lời hí luận tạp uế, nên các Bồ Tát biết mà chẳng ưa. Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, còn có những hành động khác nữa để biết là Đại Bồ Tát bất thối chuyển, ta sẽ phân biệt giải nói cho ông hãy lắng nghe suy nghĩ cho kỹ. Thiện hiện thỉnh, cú xin Ngài nói cho đại chúng chúng con dốc lòng muốn nghe. Phật dạy, thiện hiện tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hiểu rõ các pháp đều không có sở hữu, thường không xa lìa tác ý Bồ Đề, chẳng ưa xem xét luận nói về các uẩn xứ giới. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát đối với lý uẩn xứ giới tánh tướng đều là không, đã suy nghĩ rốt ráo và thông suốt hoàn toàn. Thiện hiện Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về việc quần chúng. Vì sao? Vì đối với tất cả quần chúng tánh tướng đều không, Đại Bồ Tát này đã suy nghĩ rốt ráo và thông suốt hoàn toàn. Thiện hiện Đại Bồ Tát này chẳng ưa xem xét luận nói về việc vua. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này trụ bản tánh không, chẳng thấy có chút pháp nào có tướng hơn thua sang hèn. Thiện hiện Đại Bồ Tát này chẳng muốn xem xét luận nói về việc giặc. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này trụ tự tướng không, chẳng thấy có chút pháp có tướng được mất, ban cho hay cướp đoạt. Thiện hiện Đại Bồ Tát này chẳng muốn xem xét luận nói về việc quân. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này trụ bản tánh không, không thấy tướng các pháp có tướng nhiều ít hợp tan. Thiện hiện Đại Bồ Tát này chẳng muốn xem xét luận nói về việc chiến tranh. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này an trụ hoàn toàn vào chân như tất cả pháp không, chẳng thấy có chút pháp có tướng mạnh yếu thương giận. Thiện hiện Đại Bồ Tát này chẳng muốn xem xét luận nói việc thành ấp. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này trụ vào không của không giới, chẳng thấy có chút pháp có tướng thuộc hay không thuộc, tốt hay xấu. Thiện hiện Đại Bồ Tát này chẳng muốn xem xét luận nói về chuyện xóm làng. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này trụ tất cả pháp không, chẳng thấy có chút pháp nào có tướng thêm bớt hay hợp tan. Thiện hiện Đại Bồ Tát này chẳng muốn xem xét luận nói về việc quốc độ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này an trụ thật tế, chẳng thấy các pháp có tướng thuộc hay chẳng thuộc đây kia. Thiện hiện Đại Bồ Tát này chẳng muốn xem xét luận nói về việc của ta, hữu tình cho đến người biết người thấy. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này trụ rốt ráo không, hoàn toàn không thấy tướng sai khác của ta, cho đến người thấy hoặc có hoặc không. Thiện hiện Đại Bồ Tát này chẳng muốn xem xét luận nói về việc tướng hảo. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này hoàn toàn an trụ vô tướng, không thấy các pháp có tướng đẹp, có tướng xấu khác nhau. Thiện hiện Đại Bồ Tát này chẳng muốn xem xét luận nói về việc thế gian như vậy, vân vân, chỉ ưa xem xét luận nói về Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, xa lìa các tướng, chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.
Thiện thiện, Đại Bồ Tát này thường không xa lìa tác ý tương ương trí nhất thiết trí, tu hành bố thí ba la mật đa, lìa việc san tham, tu hành tịnh giới ba la mật đa, lìa việc phá giới, tu hành an nhẫn ba la mật đa, lìa việc giận dữ, tu hành tinh tấn ba la mật đa, lìa việc biếng nhác, tu hành tịnh lự ba la mật đa, lìa việc tán loạn dao động, tu hành bát nhã ba la mật đa, lìa việc ác tuệ. Thiện hiện, Đại Bồ Tát này tu hành tất cả pháp là không, nhưng ưa muốn chánh pháp, chẳng ưa phi pháp, hằng nguyện làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Thiện hiện, Đại Bồ Tát này tuy hành bất khả đắc không, nhưng thường khen ngợi công đức tam bảo, làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Thiện hiện, Đại Bồ Tát này tuy hành tướng chân như các pháp và pháp giới đồng một vị, nhưng thích khen ngợi các loại công đức của chân như pháp giới. Thiện hiện, Đại Bồ Tát này biết các pháp rốt ráo đều là không, nhưng lại mến bạn lành chẳng mến bạn ác. Bạn lành là chư Phật, Bồ Tát hoặc các thanh văn độc giác thừa vân vân, có thể giáo hóa và an lập hữu tình một cách hoàn hảo, khiến họ hướng tới quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên cũng gọi là bạn lành. Thiện hiện, Đại Bồ Tát này thường ưa gần gũi tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác. Nếu nghe Như Lai ứng chánh đẳng giác ở thế giới khác, liền dùng nguyện lực sanh qua thế giới ấy, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lắng nghe và lãnh thọ chánh pháp. Thiện hiện, Đại Bồ Tát này hoặc ngày hoặc đêm thường không xa lìa tác ý niệm Phật, thường không xa lìa tác ý nghe pháp. Do nhân duyên này, dù Đức Phật Thế Tôn hiện đang thuyết chánh pháp ở quốc độ nào, vị ấy liền nương vào nguyện lực sanh đến nước đó, hoặc dùng thần thông đến đó nghe pháp. Do nhân duyên này, các Bồ Tát này đời đời kiếp kiếp, dù sanh đến chỗ nào cũng chẳng xa Phật, thường được nghe chánh pháp không gián đoạn. Thiện hiện, Đại Bồ Tát này luôn vì lợi lạc các hữu tình, nên dù thường hiện khỏi định sơ tịnh lự cho đến định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nhưng vẫn phương tiện thiện xảo khởi sanh tâm về cõi dục để dạy 10 thiện nghiệp đạo cho các hữu tình, cũng tùy theo nguyện lực sanh vào quốc độ hiện có Đức Phật thuộc cõi dục để cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và lắng nghe chánh pháp, tu các hạnh thủ thắng. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối truyền thường tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, thường hành pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, thường hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, thường hành thánh đế khổ tập diệt đạo, thường tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, thường tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thường tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chính định thứ đệ, mười biến xứ, thường tu pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, thường tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, thường tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thường tu 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thường tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, thường tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thường tu tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thường tu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện, Đại Bồ Tát này thường không khỏi lên sự nghi hoặc đối với địa vị tự chứng, không suy nghĩ ta là bậc bất thối truyền, ta không phải bậc bất thối truyền. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này chẳng thấy có chút pháp nào để nói là có thối truyền hoặc nói không thối truyền đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện, Đại Bồ Tát này không có mê hoặc nghi ngờ đối với pháp địa vị tự chứng. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã hiểu một cách rốt ráo, đã thông suốt hoàn toàn đối với pháp địa vị tự chứng. Thiện hiện như bậc dự lưu trụ quả dự lưu, không nghi hoặc đối với pháp của chính quả ấy, bậc Nhất Lai bất hoàn A-la-hán độc giác và các Như Lai ứng chánh đẳng giác đều trụ quả của riêng mình và cũng không nghi hoặc đối với pháp của chính quả ấy. Đại Bồ Tát này cũng như vậy, đối với các pháp thuộc địa vị bất thối truyền mà chính vị ấy đang trụ thì biết rõ, thấy rõ, không còn mê hoặc nghi ngờ. Thiện hiện, Đại Bồ Tát trụ trong địa vị này để thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, tu các công đức, nếu có việc ma khởi lên, liền được giác chi nhưng không theo thế lực của việc ma mà chuyển đổi, có thể đánh dẹp hoàn toàn các việc ma, làm cho công đức tu hành không bị chướng ngại.
thiện hiện như có người tạo nghiệp vô gián. Tâm vô gián kia luôn theo sát vị ấy cho đến lúc mạng chung cũng chẳng rời bỏ. Vì sao? Thiện hiện vì nó hay phát sanh để tạo nghiệp vô gián. Do thế lực tăng thêm nên chuyển biến cho đến khi qua đời cũng không thể chế phục được. Giá như có tâm tốt khác cũng không thể ngăn chặn được. Đại Bồ Tát này cũng như thế, khi an trụ địa vị tự chứng, tâm chẳng dao động và không có sự phân biệt nên không bị trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian xoay chuyển được. Vì sao? Thiện hiện vì tâm Đại Bồ Tát này vững vàng vượt qua trời người Ma Vương, Phạm Thiên Vương, A Tố Lạc vân vân trong thế gian, đã nhập vào ngôi chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, trụ bậc bất thủ đã được thần thông thủ thắng của Bồ Tát để thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn và các đệ tử Phật, lắng nghe chánh pháp, ở chỗ chư Phật gieo trồng căn lành, thỉnh hỏi pháp nghĩa mà Bồ Tát đã học. Thiện hiện Đại Bồ Tát này, an trụ địa vị tự chứng, tu hành bát nhã ba la mật đa và các pháp lành. Nếu có việc ma liền biết ngay, quyết không chuyển đổi theo việc ma ấy, dùng phương tiện thiện xảo tập trung các việc ma để vào trong thật tế, rồi phương tiện diệt trừ. Đối với pháp địa vị tự chứng không mê hoặc nghi ngờ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp đều vào thật tế, thông suốt thật tế, chẳng phải một, chẳng phải nhiều. Ở trong thật tế không có sự phân biệt, vì không còn mê hoặc nghi ngờ đối với thật tế, đối với pháp địa vị tự chứng cũng không còn do dự. Thiện hiện nếu có chuyển thân thọ sanh, thì Đại Bồ Tát này cũng chẳng thối lui đối với thật tế, quyết không phát khởi tâm hướng tới thanh văn độc giác. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này biết tự tướng tất cả pháp đều là không, trong cái không này chẳng thấy có pháp nào hoặc sanh hoặc diệt, hoặc nhiễm hoặc tịnh. Thiện hiện cho đến khi chuyển thân Đại Bồ Tát này cũng chẳng nghi ngờ, ta sẽ được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề hay sẽ không được. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thông suốt tự tướng tất cả pháp đều là không, tức là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện Đại Bồ Tát này, an trụ địa vị tự chứng, chẳng theo duyên bên ngoài. Đối với pháp, nơi địa vị tự chứng không ai có thể phá hoại được. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thành tựu trí không dao động, trí không thối chuyển, tất cả ác duyên không thể khuynh động được. Thiện hiện nếu có ác ma giả hình tướng Phật đi đến chỗ Bồ Tát này mà nói, nay ông nên cầu quả A-la-hán, chấm dứt các lậu, chứng nhập Niết Bàn. Ông chưa được thọ ký Đại Bồ Đề, cũng chưa chứng được vô sanh pháp nhẫn. Nay ông chưa có các hành động của bậc bất thối chuyển, Như Lai không nên thọ ký vô thượng Đại Bồ Đề cho ông. Ông phải có đủ hành động của bậc bất thối chuyển mới có thể mong Phật thọ ký vô thượng Đại Bồ Đề. Thiện hiện Đại Bồ Tát này nghe những lời này rồi, tâm không thay đổi, không thối lui, không sửng sốt, không sợ hãi. Đại Bồ Tát này phải tự chứng biết. Chắc chắn ta đã được chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, thọ ký Đại Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát đã thành tựu các thắng pháp như vậy, thì nhất định Như Lai ứng chánh đẳng giác sẽ thọ ký Đại Bồ Đề. Ta đã thành tựu các thắng pháp như vậy, lẽ nào Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng thọ ký cho ta? Thế nên chắc chắn ta được chư Phật quá khứ thọ ký Đại Bồ Đề. Thiện hiện đối với Đại Bồ Tát này, nếu có ác ma hoặc sứ giả của ma, giả hình tướng Đức Phật, đến chỗ Bồ Tát này và thọ ký bậc thanh văn cho Bồ Tát, hoặc thọ ký bậc độc giác cho Bồ Tát, bảo Bồ Tát: Thiện nam tử, ông cần gì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà chịu khổ lớn lâu dài luân hồi sanh tử, hãy mau chứng vô dư niết bàn, hãy chấm dứt sanh tử, an vui hoàn toàn. Thiện hiện Đại Bồ Tát nghe lời ấy rồi bèn nghĩ, chắc chắn đây là ác ma hoặc sứ giả của ma giả hình tướng Phật để quấy nhiễu tâm ta, thọ ký cho ta bậc thanh văn và độc giác, khiến ta thối lui quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì nhất định không có chư Phật nào dạy các Bồ Tát hướng tới thanh văn hoặc bậc độc giác mà lìa bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện đối với Đại Bồ Tát này, nếu có ác ma hoặc sứ giả của ma giả hình tướng Phật nói với Bồ Tát, kinh điển Đại Thừa mà ông đã thọ trì chẳng phải Phật thuyết, cũng chẳng phải đệ tử Phật thuyết, đó là các ác ma hoặc các ngoại đạo vì dối gạt ông nên nói như thế, ông không nên thọ trì đọc tụng.
Đại Bồ Tát này nghe lời ấy rồi bèn nghĩ, chắc chắn đây là ác ma hay quyến thuộc của ma, khiến ta chán bỏ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã cầu, nên nói kinh điển Đại Thừa sâu xa kia chẳng phải Phật thuyết, cũng không phải đệ tử Như Lai đã thuyết. Vì sao? Vì lìa kinh điển này mà có thể chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì chắc chắn không có lẽ đó. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát này đã an trụ bậc bất thối chuyển, được chư Phật quá khứ thọ ký Đại Bồ Đề lâu rồi. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này thành tựu đầy đủ các hành động và tướng trạng của bậc bất thối chuyển. Nếu các Bồ Tát thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đã thọ ký Đại Bồ Đề tất đã an trụ bậc bất thối chuyển. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, nhiếp thọ chánh pháp, hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng, huống gì của cải bà con. Đại Bồ Tát này thường nghĩ, ta thà lìa bỏ bà con bạn bè của cải và thân mạng mình, quyết không lìa bỏ chánh pháp của chư Phật. Vì sao? Vì bà con bạn bè của cải và thân mạng mình đời đời thường có rất là dễ được, còn chánh pháp của chư Phật trăm ngàn muôn ước kiếp mới được gặp một lần. Gặp được chánh pháp đã lâu, được lợi lạc lớn, nên ta nhất định phải siêng năng hộ trì. Thiện hiện khi hộ trì chánh pháp, Đại Bồ Tát này phải nghĩ, ta không chỉ hộ trì chánh pháp của một Đức Phật hay hai Đức Phật cho đến trăm ngàn Đức Phật, mà hộ trì chánh pháp của tất cả chư Phật khắp mười phương ba đời, làm chánh pháp không bị tổn giảm. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch Thế Tôn, những gì là chánh pháp chư Phật? Tại sao Đại Bồ Tát này hộ trì chẳng tiếc thân mạng? Phật dạy, thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã giác ngộ, đã nói tất cả pháp không. Như vậy gọi là chánh pháp của chư Phật, có hạng ngu si chê bai hủy báng. Đây chẳng phải pháp, chẳng phải tỳ nại gia, chẳng phải thánh giáo mà Đấng Thiên Nhân Sư đã nói. Tu hành pháp này chẳng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng chứng niết bàn rốt ráo an vui. Thiện hiện, Đại Bồ Tát này hộ trì pháp này chẳng tiếc thất mạng, thường nghĩ, chư Phật đã nói, tất cả pháp không là chỗ quay về, nương tựa của các hữu tình. Bồ Tát tu học pháp này mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cứu các hữu tình khỏi sanh lão bệnh tử, giúp họ đạt được niết bàn an vui hoàn toàn, nên phải hộ trì chẳng tiếc thân mạng. Lại suy nghĩ, ta cũng ở trong số các Đức Phật tương lai, Đức Phật đã thọ ký Đại Bồ Đề cho ta, do nhân duyên này chánh pháp của chư Phật tức là pháp của ta, ta phải hộ trì chẳng tiếc thân mạng. Ở đời vị lai khi thành Phật, ta cũng sẽ vì hữu tình thuyết các pháp không như vậy. Thiện hiện, Đại Bồ Tát này thấy được lợi ích và ý nghĩa việc hộ trì chánh pháp mà Như Lai đã thuyết, nên chẳng tiếc thân mạng, cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thường không lười bỏ. Thiện hiện, Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế, nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển, nghe chánh pháp mà các Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thuyết, không có mê hoặc nghi ngờ, nghe rồi thọ trì thường không quên mất, cho đến khi chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã chứng được Đà La Ni một cách rốt ráo. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này đã chứng được những Đà La Ni nào mà nghe chánh pháp của các Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thuyết, không có mê hoặc nghi ngờ, nghe rồi thọ trì không quên mất. Phật dạy, thiện hiện, Đại Bồ Tát này đã được vô tận tạng Đà La Ni, hải ấn Đà La Ni, liên hoa chúng tạng Đà La Ni, vân vân, nên nghe các Như Lai ứng chánh đẳng giác thuyết chánh pháp không có mê hoặc nghi ngờ, nghe rồi thọ trì thường chẳng quên mất. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, Đại Bồ Tát này chỉ nghe chánh pháp của Như Lai ứng chánh đẳng giác thuyết không có mê hoặc nghi ngờ, nghe rồi thọ trì thường chẳng quên mất, hay còn nghe chánh pháp Bồ Tát Độc Giác, Thanh Văn, Trời Rồng, Dạ Xoa, A Tố Lạc, vân vân thuyết cũng không mê hoặc nghi ngờ, nghe rồi thọ trì thường chẳng quên mất. Phật dạy, thiện hiện, Đại Bồ Tát này nghe tất cả âm thanh, ngôn ngữ, văn tự, nghĩa lý của tất cả hữu tình và hiểu rõ được hết, không có mê hoặc nghi ngờ, đến tận cùng đời vị lai cũng chẳng quên mất. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã được vô tận tạng Đà La Ni, vân vân, giữ gìn điều đã thuyết, làm cho không quên mất.
Thiện hiện Đại Bồ Tát nào thành tựu các hành động và tướng trạng như thế nên biết đó là Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển.